bây giờ bắt đầu chở chức đi làm răng nha chức. Ờ anh gà gì chức nói là làm răng xong chức sẽ bỏ 2 triệu ra để rửa răng. Có. Có ước. Tôi làm răng nha. Đó, chức đi làm răng. Ô, chào cả nhà nha. Bây giờ còn cũng đã tới phòng răng để khám cho chức nha. Đó, địa chỉ đây là 370 Bà Hạt nha cả nhà. Đó, phòng răng khám và tư vấn miễn phí bệnh. Đó, giờ chức sẽ vô đi khám nha. Ôi, chức vô đây lại ông thần tài cổ địa luôn trời. Vô đi khám răng chứ đâu đi chùa đâu chức. Con ngồi ghế đợi giúp con tí, con ra con muộn chạy chạy ra ngồi về chứ. Đồng quá trời nhà đắt tiền. Ông nhà khoa Việt Nhật khách cũng đông nha cả nhà. Thôi chích vô đây khám răng chích có lo không chích? Có lo không? Nó có nổ nhổ răng luôn chứ. À, như gì chích vô đây chỉ đo cái ni thôi nha cả nhà. Đo cái ni xong rồi đó thì chích người ta sẽ làm lại chích chờ ngày lên lấy. Thử xem vừa không. Đó, mấy chạy gặp mua xích cho giống người ta. Dạ đúng rồi. Dạ mình tới bên con lần đầu tiên chứ sao? Đúng rồi. Dạ mình có cặp lịch hẹn trước chưa hả? Không. Dạ rồi. Thì đợi giúp con tới lượt con mời mình vô trong. Nè, no ni về. No ni gắn vô là có cái răng. Chỉ hỏi là cái chồng lại cái răng này là bao nhiêu tiền? Dạ rồi là một lát nữa mình sẽ vô trong. Bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn rõ cho mình luôn. Dạ. Này con mất thời gian làm nè. Dạ con biết rồi. Dạ bên con là sẽ vô thăm khám và tư vấn luôn cho mình. Chú này nhường cho gì chất trước đó. Để về còn bán buôn. Để trứng nha. Trứng. Cái này cha chứ. Bán trứng, ý là gì này bán trứng. Sợ nhà bị người ta trộm trứng. Cái này cha chứ. Xin chứng hỏi. Mấy cũng vậy. Năm mấy à? Lấy cùng đi. Có mấy gia phả cho coi giúp. Lấy đi. Có hai căn nhà. Đó. Đó cái đeo vàng nhiều không dạch vàng ra tránh coi đó. Ghê không? Mỏi quá cửa đó mỏi quá. Đó quay qua vàng bên kia chứ. Con dâu tôi cái gì nó cũng có cái có cái chịu cái không có nó được lấy. Tụng vậy mà với cái pha mình nấu tao cùng ai dám quay mà nó không chứ sao. Cái đỡ nó cái vô cái à, quay đầu ra mất công cậu người ta. Phải mà phải khai rõ ràng. Lý lịch rõ ràng. Chôm bốn cái ly về nhà. Ai uống cà phê đá trồng ly nước trà vậy đó. Xách về đây. Đem ra xe bỏ vô có. Chấp anh dạm chứ cắm núi luôn rồi chứ. Chấp. Giới thiệu nhà đi chứ có mấy căn nhà. Giới thiệu nhà đi có hai căn nhà chứ. Giới thiệu nhà cho anh nghe em đi gọi anh có trầm trồ không cái nhà có gì chứ. Nó nạo là gắn lại đó. Đó cô gắn về cũng cộm gì đó nạo quá gắn lại. Chết qua chứ. Hơi mệt quá. Còn ồ nhìn này nhìn hàng rồi gọi ghê vào dâm gì trời nhìn cái nhỉnh trên không nhìn nhỉnh dưới không. Biết chơi. Ai mới tém được mơ không chứ? Cái kém mình hơn mà. Chờ em cái đi. Harry Lett. Dạ vô đi chứ. Dạ chào anh. Dạ đâu anh đi làm răng tôi mất cái hàm răng à. Mới cắm rồi đó là làm được. Cắm lâu rồi anh. Cắm mấy năm rồi. Hai năm rồi. Mới mất cũng được mấy tháng nay. Trước làm đây chưa có cái hai cái trụ này. Nhưng mà cái này là phải làm người ta cho. Giờ làm ngoài quận nhất á. Giờ cái đi làm lại. Hồi xưa người ta cài chợ được cái hàm răng này gắn vô cái này lâu rồi anh. Gắn này lâu rồi. Này dân thị cù nó đem nó gắn ai còn hết.
Anh nhớ đợi em. Dì Chức tới đây lần nào chưa? Chưa. Có bà Châu với chồng này nè. Đúng rồi, có nào lộn bà Châu không? Cái lộn bà Châu á. Nhìn giống giống thôi chứ không giống 100%. Lộn bà Châu á. Chuẩn bị mất cái hàm răng giờ á. Cô kêu ông Donny chừng nào gắn răng vậy á. Ví dụ gắn gì cái hàm răng như khoảng tầm nhiêu anh? Nó lắp trên em lên như vậy á. Khi mà chi phí thấp nhất á, nó tầm khoảng 7 triệu. Trời ơi, dữ vậy. 7 triệu, bán vàng. Cô có 3 triệu, là 7 triệu, cô bán vô, tiền tao bán vô. Cô lẻ lửa cái lẻ quá. Trời ơi, không có 7 triệu, cô có 3 triệu à. Bán vàng đi, giờ hỏi anh có lấy vàng không? Cái bác sĩ bớt đi nè, bán cái số. Ừ. Trời ơi, dữ vậy, tôi thấy rắn là có 3 triệu à. Anh thôi, anh lên bớt rồi đó, từ 10 triệu xuống còn 7 triệu đó. Thôi kính. Bà nói bà gì lên lại là chết rồi chứ ngày tới gì. Thôi giờ anh lấy em đi anh làm rẻ cho em rồi. Thì nói bà bên nước ngoài đi, nói tôi không biết tôi trên bạc có 3 triệu. Giờ bên đây chính nói 7 triệu cho anh làm nữa. Bà nói cho cô. Biết ai gì trước đó anh. Gì trước nhớ rồi. Đợi xíu. Rồi, gì trước là ưu đãi nè, có giá ưu đãi nè. Nãy giờ nhìn nó quen quen. Có này ngủ anh đem đi. Trên TikTok. Đúng rồi. Đụng độ với Khoa. Ngủ được vườn đúng không? Đợi chút xíu. Đó, gì chứ là có giá ưu đãi nè, giá ưu đãi nha. Quen quen rồi, quen. Ừ. Trời chứ. Bây giờ giá 7 triệu sao? Chẳng nói quen à. Đâu kìa. Quen quen chứ, nhưng mà nhìn bạn chứ không thẳng chứ. Nhà này không muốn rồi. Trời ơi, trời lại không muốn rồi. Trời ơi. Tại đi lát vàng được không giờ. Cưng ảnh ngon không? Cưng ảnh dễ sốc lắm mấy gì chứ. Ê, cái cài làm gì cả. Thích là chiều, không nói nhiều. Thấy kênh không? Thích là chiều, không nói nhiều. Bốn tay tôi giữa, mình mẩy bà luôn. À, chức nó 14 tay này làm găng xong là bỏ 2 triệu ra, rửa, ăn mừng. Đãi Trinh Bình Hương Hòa đúng không chứ? Thôi Đà Phước đi chứ, Đà Phước nó rộng rãi thoáng mát hơn. Có kim tỉnh nữa là mình làm gì? Nhà khoa phải gì chứ kìa, anh nhìn chức hoài vậy. Kìa, anh bác sĩ kìa. Chịu em không? Cái này nhìn thấy quen quen của bệnh nhân mà thấy quen lắm, không nhớ gặp đâu. Cái gì? Nãy giờ quen quen. Ông nhớ, Thu Hương là ông nhớ tôi rồi. Bác sĩ, thấy anh đi ảnh già cái đấy nè. Thấy đẹp trai không? Đó. Má để hàm răng trên đó mà không biết là không làm mất của bà cũng quá trời. Ác ý một chàng nào lấy không trả tàu ăn quá. Ê nay sao gặp bác sĩ? Chị Chức làm nhiều tiền quá, người ta chơm á. Đó, người ta chơm đó. Người ta nhiều tiền quá, người ta chơm á. Ủa chơm bán lại đồ không? Được. Ủa thầy ngốc không? Làm cầm ăn cắt của cô dâu là đó. Ủa hàm răng cũng được à? Được, cũng được mà. Bán được đâu, bác sĩ giỡn mà. Bác sĩ ghẹo thì chất á, chứ không có bán được đâu, cái nào phải ra cái đó. Bây giờ kêu sẵn kêu ảnh hỏi cái hàm răng trên bán hết, bán được muối, bán đáng gì bán luôn. Đẩy luôn. Ừ, lỡ đẩy luôn đi. Đẩy luôn đi. Rồi bắt đầu lên mạng xin tiếp cái đâu, xin hàm răng mới cho. Đẩy luôn đi. Thôi giờ lấy cái găng giả chứ, có cái găng giả gắn vô thử đi chứ. Nghe đây nè. Ủa đẹp quá. Chứ. Trời ơi đẹp ghê không? Đẹp. Dữ nè, hồi hầm dữ sâu quá má. Đây đây có mấy cái găng này chứ. Ồ đây mấy cái găng nè. Rồi gắn vô thử đi. Đẹp quá. Ừ lấy cái ra gắn vô thử cái độ gì chứ. Nó đẹp quá. Coi vừa ni không? Ôi. Nè. Cái này bị sâu nè. Ôi ghê quá. Mẹ này cũng đẹp quá. Mẹ đụng vô bãi cá là họ làm cái cho được mấy trăm ngàn. Cái trăm ngàn mấy trăm triệu. Hay quá à, làm hay quá. Đúng rồi. Làm hay ghê. Chết có cậu biết làm gì chứ, cậu bỏ đi chứ. Giờ yêu cậu bỏ đi. Ê, nói chung lát bác sĩ bớt về chức gì chứ, cậu bỏ cho bác sĩ cái thì được không, lấy hên đi. Đúng không, có qua có lại đi, mình cậu bỏ cho bác sĩ làm ăn phát tài không. Rồi khi nào có tiền có lộc, khi nào lấy vợ hai vợ ba.
Đó gì là gì chắc chắc chắn là cũng cũng có ưu đãi mà không biết ưu đãi nhiều ít nha, để nó sợ lắm rồi, anh quên quên giác giác anh thì giá 7 triệu. Không. Dạ. Không phải vô mà nó hồi anh lại nó giá 7 triệu, một cái anh quên quên thấy gì? Bà chết đúng không, làm nhiều tiền không? Anh cười mấy triệu sao chứ? Hả? Nó tiền đâu vậy? Rồi giờ tao lỡ là thành người sao? Nó còn không biết chiếc con nha, đó là anh kêu là không biết chiếc con nha, đừng có kêu con nha. Ở lại đi, đi về bán nữa ông với cháu giờ. Tại xấu còn không? Không có đi tao. Trời ơi, vô đi bạn xưa vô bác sĩ luôn. Cũng làm văn câu đi, cô cặn ông kêu. Ờ ghê không, làm văn cháu đi về dữ vậy. Văn của con má, ông này bên Mỹ bà đó, tôi nằm nhà tôi lại cặn bác sĩ. Ơi ôi. Ôi mấy cái thẻ cặn mùi xít cũng đem về nữa. Vậy, bà không quá, quách lợi á. À, nãy mua của Quách Lợi, thôi cặn bác sĩ đi, bác sĩ làm phi rồi sao? Ờ, lắm tôi bán trúng hoài. Chán mua chuyện xé rồi anh ơi. Bán trúng hoài á. Rồi cặn luôn nha, chất. Rồi giữ lại cho lấy lọc. Lấy lấy lấy, tao có lọc. Cặn nha, cái này là cặn nha. Lấy số tiền nha. Không, khỏi, cặn hả anh? Thôi. Thôi. Cũng kỳ quá chồng cô nè. Lấy cô nha, có hai căn nhà đó. Lấy đi. Thôi. Lại đi. Nghĩ đi. Đó nói gì vậy? Trả lại. Trời ơi. Có lại được. Lấy đi. Lấy đi. Có ai chồng không vô hoài. Đang có khách làm chồng. Nói chung bác sĩ đang hy chứ. Có mình bác sĩ hả? Dạ, đang có hai đứa, hai bác đang ngồi. Ba rồi. Hai rồi thì má, má nó ba. Hôm nay vô đi thằng ba. Ờ vô đi chứ đi. Ờ anh vô vô kìa, ngủ gì nữa. Bây giờ nè, giờ hỏi anh đi, anh ơi khám xong đi em cái đi. Khám xong đi nha. Đi. Nói nghe, biết đến gì hai đàn tém mình. Đó, má chồng tôi ngồi đó, đó đi trước đi. Ai bay sao quay hoài vậy? Mắt ông nổi tiếng, người ta giết, ta chết đó. Trời ơi, hên là mất đeo có giúp dưới vàng mà đeo tội. Sao có ông cha 41 tuổi đó, hồi cưới cơ ra. Hên bê đê hả? Ổng mặc như ông này nè, ổng bê đê. Ổng không biết chơi, giờ đang kiếm người biết chơi đúng không chứ? Nói chứ chuyện bác sĩ này ổng tướng, ổng giống anh Tướng Nguyễn đó. Ổng giống quá trời. Ôi là mặt tiền cái ngày trước. Tướng ngày đẩy là tới luôn á. Sướng luôn á, đẩy là ra đi hình thản luôn rồi chứ. Áo không bẩn về cho xuất chuối hẹo. Áo gì không gì. Chứ cũng biết chữ luôn hả? Hồi qua nữa Quýt Long thì chơi chứ. Chị không quá Quýt Long chị. Đi làm răng Quýt Long ngàn hoàng mới làm răng được. Quýt Long hết chưa? Đây chắc rửa má chồng vô cái hội Quýt Long đi chứ. Nói vui vẻ nha mọi người. Tỏ giờ đi chức vô nha. Tỏ đi chức vô khám nha cả nhà. Chức đi coi chừng nghe chức. Không không, lên trong mà. Đi vô thẳng luôn chức nằm làm răng cũng sang lắm nha, chéo giò mới chịu à. Đó anh bác sĩ vui tính nha, và cô gái làm răng nhiệt tình nha cả nhà. Đó giờ chức đang chụp phim nha cả nhà. Đó đây là thiết bị hiện đại công nghệ mới nha. Chụp tại giường luôn. Phân tiểu rồi hả? Phân tiểu rồi. Cái này chức nó chức bị tiểu đường. Ủa tiểu qua đường không anh? Ừ. Có đâu có kiểu nhà đâu không tiểu đường. Nói chung để lát báo giá đi, nói chung hợp lý thì nói chung để chức làm nha cả nhà. Không hợp lý là chức coi chức sao bán vàng ngay chức. Ừ, để nó chiếc vòng đi, nào qua chuột lại. À, kỹ nha. Bữa hổm không có để trên việc tiệu. Để
Gắn màu rồi. Đang có gì chức nha cả nhà. Cho 3 triệu đúng không? Cho 3 triệu giờ làm 2 triệu lấy 1 triệu bỏ túi nha. À, cái mặt cười rồi, cái mặt cười rồi, cái mặt cười rồi, sao chứ? Dê. Nhưng mà mấy chị lấy 2 triệu, còn 1 triệu cho chút mà túi. Trời ơi, hợp lý nha, chiếc này tư nha. Rồi sao chứ? Rồi làm xuống còn 2 triệu á. Trời ơi. Cảm ơn ông bác sĩ dân tâm. Ông tên gì? Trời ơi, tên Hồng mà. Mất chết cô phụ hộ ông không? Dễ, con cũng tên Hồng. Mèo lấy con heo. Chết khoảng bao nhiêu tuổi chết? 19 rồi chứ. Mỗi 18 rồi. Ừ, 18 rồi chứ. Chăn gầm luôn. Quá vậy. Để lấy giống này. Lấy giống lấy con không? Ủa, vô nhà vô phút luôn. Đó giờ là 2 triệu nha. Nhát lắm. Ôi mà nghe tèm miếng nóc rồi của chỗ. Mờ đấu gian ghê, dám dậu hết hàng gian giả luôn. Hai bên dài tắm luôn, nó vô gan sợ đó. Ủa anh đây nhỏ cái gan trong em bị mọc lệch này khoảng tầm nhiêu anh? Nó phải chụp phim mình mới biết giá được. Mình chụp phim nó khoảng từ tầm 1 triệu đến 2 triệu thôi. Bữa em mọc nó giống như bị thịt nó đâm lên, nó xéo qua thịt đó. Ừ. Cái gì vậy? Đó. Mấy giờ rồi? Rồi chức đi. Quá, này à. Thì chức đi cái đây là quán dẹp đó. Vì rồi chức đó chức đổi thừa nữa. Chức có cái nghiệp đó, cái nghiệp nhất tụ dành môi chứ hiểu không? Chứ đi đâu cũng cũng quậy dịch quán, người ta dịch quán đó đó. Chuẩn bị quán mấy chồng nè. Chán không? Đây. Rồi chết rồi. Nó mặt nhau hỏi nó lại. Để coi chứ không có đưa gan sao nha, nó trước nha. Ở đây làm găng chứ không có làm tình nha chức. Rồi giờ anh đang gắn vô cái ni nè để đo cho chức nha cả nhà. Đi. Đau quá. Chịu đựng xíu chứ không sao đâu, từ từ nó làm xong. Thôi lỏng ra bình thường thôi, không có gì hết á. Coi chút xíu là xong à. Đo cái khuôn á chứ để làm cái răng cho mình thôi. Ngủ đang sướng ở dưới chạy nước thì chứ ở cái quần nước dẹp đi chứ ở đó đi bộ về nha, quần nước đi bộ về nha. Đây là những chập quả nói có còn nói cái miệng báo ngừng đâu. Trời ơi, giống như quỷ gì chứ. Không, không, xấu xúc hầm dành luôn rồi chứ. Không ghê luôn, tổng không có sử nào. Ôi xấu, sức phạm nhìn nữa, thiệt luôn á. Ôi chứ bị nhét ma được rồi chứ. Thôi chứ. Có quyền nhét ma mới được. Thôi chứ vui không, thấy ảnh làm hai hàm cho chức lấy có 2 triệu không, chức vui không? Thôi hàm này hàm tao. Nhưng mà ảnh làm hai hàm cho chức luôn. Hàm trên để lấy cái dấu để mình cần cái khóc cắn. Mớm 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 chắc mình nhìn vô kiến nó mặt mà đẹp không chứ. Để mình xem qua kia nhìn
xấu xúc bầm nhìn luôn á chứ. Tôi lúc nào cũng tự tin lên mấy chồng luôn anh. Đi cái đâu cũng có chồng hết đó. Không dính nhìn mặt, nhìn cái mặt sao nó gian gian chỗ nào cũng dừng. Nhìn đây, nhìn kỹ đây chứ. Thì cái nhọt chết, không dưới hành răng ra nhìn mấy gian gian sao hết trời. Làm ăn mặn. Hãy vui vẻ nha mọi người, thật sự vui nha. Gì chết ghê, mặt ghê vậy chứ. Không con gái à, trình độ con trai. Trời ơi, trai 6 mũi không có gì chết. Trai còn đẹp lắm má. Để đây chắc nó không có tật. Anh kia, anh bác sĩ kìa, 6 mũi rồi về hành mũi kìa chết. Không có tật, không có vô, vô gà. Trời ơi, xong chị vô gà vậy. Rồi, đó tiếp nha mọi người. Đó xong rồi nha cả nhà, cuối cùng là hai ngày sau quay lại. Đó, xong rồi. Rồi không xuống xíu nha chứ. Ờ đó. Đúng rồi. Đó sạch sẽ xíu. Ờ đó. Phun mặt ra. Ba dính nó lại nè. Đó. Rồi đó, 2 triệu vui vẻ nha cả nhà. Đó gì chứ, lúc nào cũng được ưu ái nha, đi cái đâu là. Xấu quá à. Ừ, xấu sức hầm nhìn luôn á. Dạ mà xấu lắm. Tướng thì lùng như con heo vậy á. Mà mặt thì. Chờ con bách tư rồi. Không đi hùng thấy tội, làm cho. Ờ. Ở địa chỉ số mấy? 370 bà Hạt đúng không chứ? 370 à bà, tao biết là chết liền. Ừ. Bác sĩ dễ thương không? Dễ thương mà biết vô gà có bề đầy. Có những tấm hình không chết? Những tấm hình là làm... Chắc không, bác sĩ mấy, bác sĩ okay. Chạy thương không á. Đó, đó, đó bác lấy luôn cái nhà khoa nha. Ồ, chứ trời ơi, đi cái đầu có chồng cái đó rồi, cảm ơn anh nha. Ổng không có trăm mũi. Ờ, đưa rồi. Chuẩn bị chết. Bỏ quạt chết hai mặt. 6212, xanh 62. Số nhà 79 à. Mình ở quận mấy à? Quận 10. Dạ, em sẽ số điện thoại nha. Thôi, xài điện thoại đâu. 0908. Lấy số Sơn đi, có người ta gọi Sơn biết, còn gì Sơn gì chắc đâu biết đâu. Tổng chi phí của mình đã hùng giảm lên còn 2 triệu rồi. Đó, quá tuyệt vời luôn. Đó, quá vậy. Tuyệt vời, cảm ơn ông Vi Nhung. Còn nhiều đứa lại làm nữa. Dạ, rồi, đây là 1 triệu, dư. Dạ. Con nhận 2 triệu cũng đủ hả? Chị Hân Nguyễn đi, cảm ơn chị. Cảm ơn Hương Nguyễn nha, anh Mai đâu đi rồi, có dân ta chữa cho. Cảm ơn anh Duy Hùng, tại chợ cho tôi nha. Bốc rảnh qua tôi mời nó uống nước nè. Buổi sáng buổi chiều. Sáng. Tầm 10 giờ mình qua mình thử răng giúp con. Rồi, thứ nhật 10 giờ nha mọi người. Thử một lần rồi lần sau mới gắn, hai ngày sau. Rồi lần sau, hai ngày sau là mình qua mình gắn là sao. Cái đây mình cầm theo phiếu đó giúp con luôn nha. Đó, cuối cùng. Đó. Mời trai nữa. Cảm ơn. Yeah. Không. Làm cái răng. Cảm ơn ảnh đến cho gì chứ trước rồi. Nóng đau. Đó, chị Hân Nguyễn với anh bác sĩ là tài trợ cho chức. Đó giờ còn cũng quay cái địa chỉ cho mọi người coi nha. Đó địa chỉ nha, khoa Nhật Nhật 370 Bà Hạt đó. Đó hôm nay là có sự tài trợ của chị Hân Nguyễn cho chức 3 triệu nhưng mà bác sĩ nói là 7 triệu nha. Nhưng mà thấy chức quen là giảm còn 2 triệu. Biết gì chức còn 3 triệu mà giảm còn 2 triệu cho chức 1 triệu để lì xì nha, coi như là cho chức 1 triệu ăn uống. Anh lấy 2 triệu đúng thôi nha cả nhà. Thôi thôi em xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn mọi người clip sau nha mọi người.